Vâng, chào mừng quý vị trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Vâng, thì bây là 12 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2019 đây. À, tháng 11 năm 2019 đây. Vâng, thì tôi đang có mặt là tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đây. Vâng, để bàn giao cho anh Duy một bộ bàn ghế nghề đỉnh chất liệu gỗ hương đá gồm 6 món cột 12 đây. Vâng, thì những video trước tôi đã giới thiệu rồi, và đó là một khách hàng rất quen thuộc là anh Khỏe, và ở xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã đặt đến tôi, và hôm nay đã trở về bàn giao cho chủ nhân, đó là anh em trai của anh Khỏe, và là anh Duy. Và thì anh Khỏe là khách hàng quen thuộc của tôi, đã lên trực tiếp cơ sở để đặt, và nhiều bộ rồi, và cho các anh chị em của anh. Vâng, bộ này là bộ của em trai anh, đó là anh Duy. Vâng, thì bây giờ chúng tôi đã có mặt để bàn giao cho vợ chồng anh Duy tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đây. Vâng, thì trên hình ảnh quý vị đây là anh chủ nhà đây, anh Duy đây. Vâng, thì quý vị nào có nhu cầu sở hữu một bộ sản phẩm chất lượng như của anh Duy này thì sẽ liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám của tôi nhá. Và có địa chỉ là xã Văn Khúc, huyện Ngọc Khê, tỉnh Phú Thọ. Và sản phẩm rất đẹp, một chiếc kệ và có kích thước là dài 24 đây, hàng rất là VIP. Chúng tôi chọn lọc gỗ, chọn lựa gỗ rất là đẹp và